xanh ngọn nước mà có mùa, về cả sông lá sâu người ta xin như trường bầu
lớn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh mà vĩnh kế, cũng mở đường thế mà mai soi mà trăm năm mi một cuộc bề dâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mảy may. Không thì cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng mà cũng hết thác đi rồi, còn biết là chi đâu. Muốn rằng ta phải bắt đi câu ngọt bảo nhau vun trồng này hóa nhật kỳ công ơn chức tấm lòng thành lễ bạc kính dâng xin giải thể mấy khúc ca văn giải bày mấy khúc ca văn lâm hồ chi tổ tiên luôn gốc từ đây ý à, tổ tiên luôn gốc từ đây ý à. Dục ba dục ngã sử nghinh diên thanh tịnh tu bằng pháp thủy tiên trừ như lai giao hữu khiết tịnh chân ngôn cẩn đường trì thổ. Thủy kiến nghinh tiếng
kiếp sư trần kinh băng Phật pháp kinh văn kỳ tài long cung ngài ta cả ma đương khai hành sang năng tồn ý điển huyền cơ sư sinh kết vị nghiêm hoa tổ pháp thiên năng tổ diệm hữu thị thượng thừa trung thừa bồ tát vô phi đại ẩn tiểu ẩn tùng lâm can khôn lập phương ngoại hạng gia thư tùy nguyện gia gia khang thái nhất nguyện quải vực trung thăng giang sở cầu sư sư bình an nghìn kiếp nghi diên diệt định thể thức huyên khai thỉnh tổ thiên tổ giáo vô phi đàm bạc chi tình thả nghi tùy chủ định chủ nghinh hữu thị kim ngọc chi thư giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn lương thế đồng ai theo định chân ngôn thiên trường thế kinh lê thủ kiện thành thần hương linh đỉnh ngũ phật tâm thiên tới định về hướng thiền đại thủ kiện thành đại thoát man chi kiến kim thời khải thịnh hữu sơ tuyên dương hạnh đối uy quang cung nghi tử thính nghi đương tuyên thị tuân phụng như lai thần tuân phụng thích ca như lai di giáo thần đệ tử thành hoàng thanh khủng khủng khể thủ khâu thủ đốn thủ bách bái trần từ tuyên học thượng ngôn linh quang vô cực phục dị linh quang vô cực phục tùy tế độ ư từ nhân nhân trai trừ hữu cai ngưỡng đạt tổ sư chi pháp tọa y khoa diễn thạm duyệt định an tăng biên hữu Việt Nam quốc cả nội ngoại thành phú xuyên huyện phú túc xã phú túc thôn xóm hai vu gia xứ cư thượng phụng Phật thánh hiền cũng vu lan tiết rơi tu trai bạc độ thỉnh Phật tuyên kinh lê kinh hiền thánh thỉnh xá phong xa khai phương pha ngục thông dẫn nguyên hồ triệu minh tam phủ đối kham sự do giải oan thích kê phổ độ tổ tiên mai sam bao đức thù ân nguyện cờ âm dương quân lợi sơ kim thần trai chủ nguyễn văn đan thế nhân nguyễn thị yến nguyễn lê thị tuyết hiệp đồng gia đảng hữu chủ tại biên hòa tỉnh tráng biên hòa thành phố tráng dài phường thân nhân trung lộ khu phố hai tổ 26 nhà 84 kim trai chủ Nguyễn Văn Đích tức Nguyễn Nguyễn là Đích là trung tử Nguyễn Hồng Sơn tức Nguyễn Nguyễn Sơn Nguyễn là trưởng là Giang Hà Ngọc Quy Hiệp Đồng Gia Đạt hữu cư tại Hà Nội thành Hà Đông quận Quang Trung phường Thành Công phố số nhà 6 kim trai chủ Nguyễn Văn Hiếu thế nhân Nguyễn Thị Thanh Nga Vân Trung Nga Tử Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Nga Hiền Hiệp Đồng Gia Đảng Hữu Trai Chủ Ư tại Hà Nội Thành Thường Tín Nguyện Thắng Lợi Xã Mai Xã Thôn Kim Trai Chủ Nguyễn Văn Phú Nam Tử Nguyễn Hải Nam Hiệp Đồng Gia Đảng Chủ Cư tại Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Hà Đông Quận Phúc La Phường Phùng Hưng Phố tổ số 2 ngõ 26 nhà số 26 hiệu kim thần trai chủ Nguyễn Duy Thăng Nam Tử Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Đức Thịnh Hôn Tử Lê Thị Lệ Quyên Bùi Thị Kim Anh Hằng Trung Tôn Nguyễn An Nhiên Nguyễn An Vi Nguyễn Thủy Dương Hiệp Đồng Gia Dương Môn Quyên Đảng hiệu cư tại Hà Nội thành Hà Đông quận Thanh Xuân Thanh Xuân quận Thanh Xuân Bắc phường số nhà 107A6 trai chủ Nguyễn Thị Trâm Phu Quân Đào Sĩ Hoàn Trúng Tử Đào Sĩ Phúc Đào Thị Huyền Trang
Đào Huyền Thanh Trung Tôn Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Trường An Hiệp Đồng Gia Đăng. Lễ chủ cư tại Việt Nam Quốc Biên Hòa Thành phố Trảng Dài phường Nhân Thân Nhân Trung Đường khu phố Út Hạ số tổ 24 Kim Thần Lễ chủ Nguyễn Thị Điểm Nam Tử Phùng Văn Bác Nữ Tử Phùng Thị Nhi Hôn Tử Phạm Thị Thảo Hàng Nội Tôn Phùng Phạm Phúc Thịnh Hiệp Đồng Gia Môn Quyến Đảng Cứ Tại Nội Thanh Hưng Hòa Huyện Quảng Phú Cầu Xã Quảng Nguyên Thôn Xóm Dòng Trai Chủ Nguyễn Thị Yên Phu Quân Nguyễn Hữu Sinh Trung Tử Nguyễn Hữu Long Nguyễn Lan Hương Trần Thái Sơn Ngoại Tôn Trần Nhật Minh Hiệp Đồng Gia Đăng Chủ cư tại Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Hà Đông Quận Quang Trung Phường Nguyễn Thái Học Phố Ngõ Đệ Ngõ Số 5 Nhà Số 3 Nguyễn Thái Học Kim Thần Sam Chủ Nguyễn Thị Huyền Phú Quân Nguyễn Viết Xuân Hùng Nam Tử Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Viết Huy Hiệp Đồng Gia Môn Nhi Quyên Đản Hiệu Lễ Chủ Cư tại Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Hà Đông Quận Kiến Hưng Phường Mậu Lương Phố Tổ 12 Ngõ 9 Ngõ 89 số nhà 148 Kim Thần Lễ Chủ Nguyễn Thị Út Hàng Nguyễn Hữu Duyên Hàng Nam Tử Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Đức Minh Hiệp Đồng Gia Đăng Chủ cư tại Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Phú Xuyên huyện Phú Túc Xá Phú Túc thôn xóm hai Kim Thần Tam Chủ Nguyễn Khắc Thắng Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Tùng Lâm Bùi Đức Anh Nguyễn Thị Mai Bùi Mai Phương Bùi Minh Phương Hiệp Đồng Gia Môn Quyến Hữu Nguyễn Minh Anh Nguyễn Thị Lâm Nguyễn Văn Mạnh Hiệp Đồng Gia Môn Nhi Quyến Đảng Hữu chủ cư tại Việt Nam Quốc Đồng Phú Túc Thôn Xóm hai Kim Thần Lễ Chủ Nguyễn Thị Trung Phú Quân Hoàng Văn Hòa Nam Tử Hoàng Vạn Anh Thắng Hôn Tử Nguyễn Thị Phượng Hàng Trung Tôn Hoàng Anh Tuân Hoàng Anh Tài Hoàng Thị Như Ý Hiệp Đồng Gia Dương Môn Nhi Quyên Đảng Tức Nhật Hưởng Các Sư Tọa Phù Giám Vi Thành Ngân Cần Tử Xưng Phục Vì Cầu Tiến Chân Linh Gia Tiên Tử Chân Linh Thủy Tổ Khảo Nguyện Phúc Thành Thủy Tổ Tỷ Chính Thất Nguyễn Thị Hàng Á Thất Nguyễn Thị Hàng Cụ Tổ Chi Nguyễn Phúc Thanh Cao Tổ Khảo Nguyễn Văn Thịnh Tức Thịnh Cao Tổ Khảo Nguyễn Phúc Thành Trần Linh Cụ Bà Thanh Cao Tổ Khảo Nguyễn Văn Cúc Tổ Tỷ Trần Thị Tiệp Tổ Khảo Nguyễn Văn Đỉnh Tổ Tỷ Trần Thị Sa Cao Tổ Khảo Nguyễn Văn Nông Tức Canh Tổ Tỷ Nguyễn Thị Hảo Tổ Cao Tổ Khảo Nguyễn Văn Tịnh Tức Thịnh Cao Tổ Khảo Nguyễn Phúc Thành Tổ Tỷ Cụ Bà Thành Cao Tổ Khảo Nguyễn Văn Chuẩn Tổ Tỷ Cụ Ba Chuẩn Hiển Nguyễn Thị Ngoảnh Hữu Vong Linh Cao Tổ Tỷ Cụ Bà Chuẩn Hiển Khảo Nguyễn Văn Gia Hiển Tỷ Nguyễn Thị Sáp Hiển Bá Tỷ Nguyễn Thị Mít Bá Bá Phụ Nguyễn Văn Na Liệt Sĩ Nguyễn Đình Ca Đường Đệ Nguyễn Văn Khanh Đường Tỷ Nguyễn Thị Đỏ Đường Bá Phụ Nguyễn Văn Đính Bá Mẫu Nguyễn Thị Mì Đường Huynh Nguyễn Văn Huyên Nguyễn Văn Thức Đường Tỷ Nguyễn Thị Thơ Chân Linh Nguyễn Văn Đỏ Chân Linh Nguyễn Thị Oanh
chân linh hùng đức hạnh pháp danh quảng trí kiếm vi phổ độ cung tiến ra tiên nguyễn môn đường thượng nguyễn môn đường ngạ lịch đại tổ tiên thượng tử cao cao tặng tổ khảo cao cao tặng tổ tỷ cao tổ khảo cao tổ tỷ báo thúc huynh đệ cô nhi tỷ muội á thân liệt thích chầu bà tổ cô cao lang manh tướng cô bé cậu bé đỏ tiên mông hậu hóa viên cần nội ngoại hoặc thất lạc phật mộ thất lạc gia phả thất lạc tính danh đẳng hồn tình tam thế hoàn ta tiền kiên cửu thù chấp thôi đẳng chư anh hồn cơ sở tiên đi bán sinh bảo dương môn nhi cát canh cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh đạo lưu tiểu vu gia sư khải kiên liên cung độ âm bảo dương sự đàn tràng tùy thời mãn tan kim tăng pháp duyên dị biệt khoa phạm tuyên hành cẩn cụ sớ văn kiện thân hình thịnh tây nam mô tây thiên đông độ nam việt việt nam lịch đại tổ sư tông sư chư vị bồ tát thiền tòa hạ cung vọng tổ sư tinh thiên nhật lãng tâm địa băng ngông lưu thủy nhật hoàng chính thị pháp thân thanh tịnh phù vân ban điểm chân như diệu tính chiêu nhàn quang vận thần thông hoàng khai diệu lực cung vọng tôn tử doãn kim sở tâu phục nguyện tổ đăng vinh chiếu pháp ấn trùng quang chi tuệ viên long phổ độ quần bê chiêu am linh thông hữu cảm hoàng suy bách phúc chi lương duyên nhất thiết sở cầu tất đai quá toại đán thần là tình vô nhập kích thiên bình doanh chi chi cẩn sớ thiên vận quý máu niên thất nguyệt vu lan tiết giới cát nhật lương thời lê chủ khấu đầu thành tâm thượng sớ thượng lai văn sơ tuyên đọc vân chu lộc vu các hàm cũng đối đàn tiền dục bằng phó lô thiêu hoa lưu phương phó pháp tạng tây càn phan tâm tông bá tâm tông u đông trần hướng khải thánh thông phủ thủy giám chiêu giám tư nhân lễ thỉnh nghinh sư truyền thân cờ đảo cung duy tây thiên đông độ nam việt việt nam lịch đại tổ sư tông sư chư vị bồ tát thiền tòa thuộc nguyện tông phong vinh chất tổ ấn trùng quang giác qua hương biến thiền lâm pháp phú ân chiêm vũ học địa như tư cờ đảo tất vọng minh ca hoa ngũ chỉ tổ đạo sơ hưng huynh đình nhà tứ thất diệp mang chân thừa lục đại biến chuyển đăng tịch diệp tiêu thừa chính pháp vĩnh xương minh nam mô độ nhân sư bồ tát ma ha tát nam mô độ nhân sư bồ tát ma ha tát độ nhân sư bồ tát ma ha tát thượng lai phải kiến đàn tràng nghênh sư duyệt định thiên hoa hải chúng vân tập tề lâm tịnh phó tăng đường an cư hữu từ trí thời hành sự khoa phạm tuyên dương trai chủ đầu thành ngao nghênh đạo sứ hòa nam thánh chúng kiện thành lễ tạ chư tổ tam bá chúng đẳng nghệ vị hồ quỷ đinh lễ ngũ bá
Nam Mô Đại Thánh Cứu Bát Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Thánh Cứu Bát Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ bi quảng đại diệu an lượng, cứu bạt Minh Đồ Địa Tạng Vương. Tích trường sao thời thay địa ngục, thiên thị mình giao chủ Địa Tạng Đại Sư Hoàng Khai Phương Tiện Chi Môn Đại Ba Tư Bị Chi Niệm. Nhân lương văn thiền quá khứ lịch sử Như Lai vì độ quần quần mê hiện tại Kim Sinh Vi Bồ Tát. Ba Tư Quang Ư Tuyền Lộ Yết Tuệ Nhật Ư Thiết Vi Huệ Chúng Sinh Nhập Sinh Giác Chi Môn Độ Khổ Thú Đạt Bồ Đề Chi Lộ. Kim Đà Trai Chủ Hiện Tiền Chúng Đăng Nhân Hưng Hiếu Khổ Túc Khải Trai Thiên Trường Bí Mật Chi Chân Thiên Chứng Mê Độ Chi Hiệp. Nguyện tiếp Ngô Thân Nữ Tình Phách Trực Giáo Bồ Bồ Quang Minh Trường Phật Di Tử Bi Toái Phá Chuộng Chuộng U Ám Giáo Hữu Dẫn Lộ Chân Ngôn Cẩn Dương Trì Tổ. Kim Thân Tử Ma Tuyệt Tiêm Ai Phổ Phóng Hào Quang Biên Cửu Cai Trẻ Phách U Hồn Tùy Tiếp Dẫn Mê Đổ Hòa Tác Cửu Liên Nam Mô Trường Lai An Tòa Trần Ngôn Tuyên Dương Thị Kính Kim Vị Tín Ni Chô Hiệp Bí Đồng Giá Đảng Cần Ni Dị Lễ Và Chi Nghi Kim Ngây Đối Đàn Thiền Kim Đương Phụ Hiến. Tái niệm thập phương tam thế chư Phật chư Tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Ba Nhã Ma La Ma Tu Sơ Đà Hải Tài Hóa Đi Chư Hóa Om Ma Ta Đề Na Đề Na Ca Đề Na Trở Thiện Ma Thần Này Đôi Đức Như Tăng Ca Chư Nhật Thần Xuất Ứ Nhật Này Đế Ngô Cải Sao Hóa Đa Cơ Đề Nhớ Vân Đăng Nhào Cấm Đề Này Lên Cấm Như Đồng Mạnh Hệ Ba Tài Na Ba Na Na Tăng Tử Thần Này Cố Tâm Ma Niệm quang âm chi gì bài ta thế sự vô thường Tiềm thát nhất quinh tác tuyển hạ thi thần chi vực Tiệm môn bất khải kỳ nhân gian chuân tịch chi hương Tối phúc nan minh thăng trầm phạ chắc Hoặc điên bao chợt tác trần du an dưỡng chi hương Hoặc về thường thai sinh túc tê lăng xa chi cảnh Hoặc
nhiếp phong đô giới nội hoặc cư sinh cam nhận quốc trung cô mộ thế lương thức thần phản phất tuyển tuyển lộ minh minh như ảnh hưởng u hồn lần lần cách dương quan nhược phi ngã phật gì để về hạt đắc ngũ thân đi giang phó à kim giả thái chủ chúng đẳng đàn khai lục đồ tịnh tín nhất tâm tiên bằng phật lực dĩ từ bi dự tiếp vong linh lai pháp tịch hiếu chủ chúng đẳng kiền thành cẩn đương hồi thỉnh nam ca nhất mộng thục quang đương cam tán nhân sinh bất kỳ chưa từ hữu sinh ra hữu mệnh vô bẩn vô phú tổng vô thượng hồn quy bích hàn kim hà tại lãng uyển tâm không vọng cố hương kim đôi đàn tiền an pháp tòa văn kinh thính pháp vãng mãi vẻ tây phương nam mô kiền thành lễ tạ tam bái
tâm tái thể nội ngoại thực tướng ngoại duy linh hộ trên pháp ư dân ni chúng pháp tình như thế giới linh chờ đòi thượng thành phật diễn đế thần vương phật này quốc môn này tâu huy sử tất là tiểu công tạo kim chi na cha sư ra là kinh nghệ ứng phi thiên phủ quan nhất thiết cổ thuộc thành trung nghiệp hộ đại đạo vui vẻ được vân lai áo sắc hai sơn ngự khán địa phủ môn hà tâu sự nguyện chỉ công tạo quan hạ sơn là sai sư giả kinh ứng điện hành phù quan nhất thiết bộ thuộc chư thanh trung nghiêm hộ trái đàn duy nguyện thuộc tôn như lai giáo sắc hạ mất tiêu chủ khẩn định hương hoa thỉnh nhất tâm bái thỉnh khứ lại thì phù nội xuất nhập tại ba tâm tam sơn lãng dĩ yêu triệu cửu quyết tinh cung như vi nhiều thì phủ môn hạ tấu sự nhật trì công tạo phiêu liều manh liệt sứ giả kinh ứng không hành phủ quan nhất thiết bộ thuộc thanh trung duy nguyện thuộc tuân như lai giao sắc hạ mẫn sai chủ vận tịnh lai của phi phong dung nhạc phủ môn hạ tấu sự thời trị công tào ân cần từ hạ sứ giả kinh hướng của điện phủ quan nhất thiết bộ thuộc thanh trung nghiêm hộ điện đạo hòa tràng duy nguyện thượng tuân như lai lão sắc hạ tiếu sứ giả lãng vào tràng thủ thử ông phổ cung là bất xả vi quang tác chứng nghiêm bất xả vi quang tác chứng nam mô phượng ra phong biển tinh thần vị thư di hiện tăng ngày sát phổ bảy là nguyện định ra đơn cảnh chi cẩn theo thân và cung chi giáo hiệu cung giả làm chân cung cẩn chức tư tam giới công nghệ tứ châu thị phất kiến thính phất văn thương dương ứng hóa đảo tất thông cầu tất ứng chạc chạc quyết linh đầu thành thủ thân giám cách chỉ chi tướng giã tờ tốc chiếu lâm nhiếp phó đàn trà lĩnh thiêm chứng minh công đức phục trí trí linh trí cảm thị thánh thị hiền cứ lai hô hấp chi gian vãng phản tu du chi tế không duy sứ giả bảo phường hội hạ tả thiết lòng cân hữu vì sinh trí tướng mạo khôi kỳ hùng huy lẫm liệt mi tựa thanh thú nhớn tựa thanh phi tám giới tuần du tứ phương xuất nhập kiếm tác giả thư giảm thông quý vị nghi đức quả nam thính giám trần thông thính sổ cáo
giáo giả vọng kỳ kỳ thiết thành kỳ giả thất hoại cứu trùng trùng kim hữu sư văn tập kim ngân dụng bằng phó lô thiêu hoa kim nhà giám chủ nguyên na văn mãn đại diện là gia môn quyết na đảng nhất ra tâm cầu khẩn đảo ngưỡng phiền sứ giả tốc tê trình hoặc ngộ thiên ma chu trảm diệt đình văn cổn trạng nghệ thiên đình khai thông đạo lộ tê thử hiểu tiền đối tam phủ tấu phân minh chư phật văn di lai giáng hạ phúc lưu cho các nhà sám chủ thọ trường xế sứ giả lai thông thiên tài văn tam nơi là tam qua sứ giả thật dài tốc hóa tuyên trình chư phật tối tâm hòa trả đơn tiền lòng giá đại hình giao quá đà thiên nha hữu lịch văn văn y lương tuyên và lô bộ thiên thiên án là la thông tam giới đấu đạt trí hạ du du khoảnh khắc về nhà long xa ánh hiển chứng giám công đức là xa nhất như hình bạch nhất như hình bạch dối điện bao la dối điện bao la kim an hàng lá bó hoàng cốc ba bồn la lá cốc bồn la thời thánh thổ âm quốc hiền vương hiền sư bồ tát tác đại giả tam bằng ngũ vị sứ giả tê chấp tình văn cung thỉnh chư Phật Bồ Tát tam tới thánh hiền mẫn niệm thử trai nhân phổ nhân đầu tiến thiện lai công văn thí vị viên đọc vân chu lượng mộc thánh từ khất thủy nạp thủ hướng lao đạo chúng phúng tụng chân tuyên hồi hướng chân chư thực tế thành tựu Phật quả bồ đề nguyên bất ly già na phúc đẳng lễ chủ gia tiên địa dũng liên hoa nam mô tăng phúc vệ bồ tát ma ta nam mô tăng phúc vệ bồ tát ma ta nam mô tăng phúc vệ bồ tát ma ta lượng lai thải tiên liên cúng pháp tấu đàn tràng công đức thể chủ hòa nam tam tôn thanh chú lễ ta Thank you.
sư đẳng vô thị bất tư nghị thì cố cung kinh lễ. Phật thân hiện hiện đồng biến hóa vạn ban bích ngọc tướng à, trang nghiêm thiên xích xích tử kim ma dùng từ phong ra vào tường vẫn nhiễu pháp vũ phi phi thuế khí nông giáo hồng càng hơn lễ thịnh giáng lâm đồng độ giáng vô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung văn Phật chân đó thân do nhờ khư không vô lượng công đức sở thành tiểu cố tiền tượng pháp thủy quan thái đàn tràng thứ bị danh hương phá thân cung dòng như thử thành Phật chư Phật giáng lâm như thử xã mỗi tôi giật phúc sinh nhị thứ cờ phúc phúc bách phúc phúc tự chi như thử đồ hòa sinh chúng sinh lại lạc giáo hữu phụng thịnh chân ngôn cẩn đương chỉ chân giang di tâm bái thể nha. Nam mô Thiên Hóa Đại Thượng Bách Bảo Quang Trung quá khứ hiện tại vị lai nhất thiết thường trụ Phật đã ra tôn nhất thiết thường trụ đạt thể ma giải tạng nhất thiết thường trụ tăng già ra chung di nguyện na thiên thủy vào cái địa dũng kim điện giảng phó đạo tràng chứng minh công đức cường qua thể hương hoa thỉnh tái vạn chân hương trí tâm bài thỉnh đại hùng giác phụ lương túc túc y vương biến hóa ức thiên đồ nhân vô lượng thanh tịnh pháp thân tỷ lô giả na Phật biến mãn báo thân lô xá na Phật thiên bách ước quá thân bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sinh di lạc tôn Phật Tây Phương giáo chủ cửu phẩm đạo sư A Di Đà Phật Đông Phương dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật ngũ phương ngũ Phật thập phương thập Phật tam thập ngũ Phật ngũ thập tam Phật trang nghiêm kiếp thiên Phật hiện kiếp thiên Phật tinh tú kiếp thiên Phật tỉnh tận thập phương tam thế nhất thiết chư Phật di ngã Phật từ bi bất vi bản thể nên mẫn hiếu tình quang giang ngạo thần chứng minh công đức giữa hoa tại vạn chân lương trí tâm bái thỉnh tam ma thừa bí điển ngũ bộ hiền văn giá lý đẳng đề nhất nghĩa thiên ngôn chỉ lĩnh chân tam muội hải xuân lôi phạm hưởng khai huyền nghĩa lộc giá hiển trung ca lăng tuyên âm tuyên văn văn cũ kim cương tòa thừa nhà tiền thời sáng ngọc triệt lâm lương lý triệt nhất thừa thanh thanh hòa hải chào văn văn thiếu linh linh kinh phiên tam tàng công kiên kiếp thạch thạch bí long long cung trượng văn ngôn như thiên trướng tiêu trừ bằng tứ cú như lục trần thanh tịnh duy nguyên tam thừa bảo tàng chư phẩm tôn kinh tử kim quang tụ diệu thập phương bạch ngọc hào phân huy xa giới sáng tỏ đẳng hương hoa thịnh tái vận chân hương trí tâm bái thịnh nhập bi nguyện hại thù công đức lâm lâm trùng trùng trang nghiêm từ bi vô lượng nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh huyền phổ hiền bồ tát đại
từ bi quan thế âm bồ tát thương yêu. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đại Hoa Bồ Tát Dược Hương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Nhật Cung Bồ Tát Nguyệt Cung Bồ Tát Trường Thọ Bồ Tát Diên Thọ Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Thất Cầu Chi Phật Mẫu Đại Thuận Đệ Minh Vương Bồ Tát Minh Vương Cứu Khổ Vạn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Phá Quang Giải oan kết Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Trung Trung Bồ Tát Duy Nguyện Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát Bất Vi Bản Thể Phụ Phật Thần Thông Phật Thanh Văn La Hán Hiển Thánh Tăng Cả Thiên Thiên Cúng Thân Đầu Lư Đại Đức Tôn Nề Giả Nha Kiều Trần Như Tôn Giả Ma Ca Diếp Tôn Giả Yêu Lâu Thần Loa Ca Diếp Tôn Nề Giả Na Đề Ca Diếp Tôn Giả Sa Lây Phật Tôn Nề Giả Đại Mục Kiện Liên Tôn Nề Giả Ma Ca Chiến Duyên Tôn Giả A Lâu Hê Đa Tôn Na Giả Kiếp Tân La Tôn Nề Giả Kiều Phạm Ba Hê Đề Tôn Giả Đi Và Đa Tôn Na Giả Thất Lăng Giả Và Xây Tôn Giả Và cầu ế là tôn nề giả ma cầu ni là tôn nề giả nan đà tôn nề giả phu lâu na di đà na ni tử tôn nề giả ni thị chúng á sa thị thích đại a hán chu tiểu lộc của thiên nhân ni đẳng tây thiên đông bộ nam việt linh đại tổ sư tào khê nam hoa từ đại a giác chân không phá giác thiên linh thuyền sư nhục kỳ thân bồ Tát Đi An Hạ Tử Sơn Đầu Đa Điều Ngũ Giác Quang Tịnh Tuệ Thuyền Sư Bảo Hoa Nghiêm Thập Thái Hoàng Hè Pháp Bê Độ Hoa Nhân Chuyết Công Hoa Hề Thượng Hề Phả Giác Quang Hà Tế Đại Đức Thuyền Sư Nhục Thân Bồ Tát Tài Công Hòa Thượng Linh Hạnh Thuyền Sư Anh Công Chí Công Đại Đức Thuyền Nhà Sư Quy Đường Lá Vũ Đê Quân Tam Châu Cả Ma Ứng Ngộ Pháp Di Đà Tôn Thiện Bồ Tát Nhị Thập Ngũ Vị Giới Thần Nhất Thập Bát Vị Hộ Giáo Già Lam Thanh Trung Bồ Tát Duy Nguyện Bất Xả Hư Quang Tịnh Giáng Đạo Chứng Minh Công Đức Hương Hoa Thế Hương Hoa Thịnh Tái Vạn Chân Hương Chí Tâm Bài Vô sắc giới trung tứ công tứ thiên thượng đế sắc giới tứ thiện nhất thập bát thiên thiên đế thực giới thiên trung lục thiên thiên đế hiệu thiên trí tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đế thái thượng tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế nam cực bắc đẩu trường sinh tử vị đại đế Nhị thập ba tứ thập nhất liệt diệu tinh quân thập nhị cung phật tôn thần lữ chủ hợp gia sở thuộc bản mệnh nguyên thần chân quân tinh đầu hạ hán văn tường cao chân chủ thiện phạt ác thụ thế tứ vương bát bộ kim cương thập nhị dược xoa đại tướng bát bộ pháp long thiên càn tháp bà ha tu la ca lâu la khẩn na la ma hồ la giả nhân vi nhân đẳng nhất thiết thành chúng di nguyện bất xả uy quang thịnh giáng đạo tràng chúng mình công đức thương hoa thịnh Trần Hương Chí Tâm Bái Thịnh Nhạc Phủ Chí Tôn Đông Nhạc Thiên Tề Đại Sinh Nhân Thánh Đế Quân Nam Nhạc Tư Thiên Triều Thánh Thánh Đế Quân Tây Nhạc Kim Thiên Thuận Thánh Đế Quân Bắc Nhạc An Thiên Nguyên Thánh Đế Quân Trung Nhạc Trung Thiên Sùng Thánh Đế Quân Nhạc Phủ Gia Thánh Nhất Thiết Quyến Thuộc Đẳng Chư Tôn Thần Di nguyện bất xả uy quang thịnh giáng đạo tràng chúng mình công đức hương hoa thịnh tái vận chân hương chi tâm bái thịnh
địa phủ chí tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế quan thánh đế quân phong đô lục đồng các vương tuyên thuộc minh phủ thập điện minh vương đệ nhất điện tấn quảng minh vương đệ nhị điện sở giang minh vương đệ tam điện tống đế minh vương đệ tứ điện ngũ quan minh vương đệ ngũ điện diệp la minh vương đệ lục điện tiến thành minh vương đệ thất điện thái sơn minh vương đệ bát điện bình chính minh vương đệ cửu điện đô thị minh vương đệ thập điện chuyển luân minh vương phổ tập lục điện thượng thư tào liêu điện trưởng ti quan địa phủ chư mục đẳng thoát duy nguyện ni bất xả uy quang thỉnh giáng đạo tràng chúng sinh công đức hương hoa tại vận chân hương chi tâm bài tỉnh nhà thủy phủ chí tôn phủ tăng cam lâm đại đế tứ độc giang hà hoài hải quảng nguyên đại vương cửu giang tứ hải bát đại long vương hải vân mỹ đức luận cái long vương bát bán an đà long vương sa già la long vương hòa tu các long vương đức xoa ca long vương a na bà đạt đa long vương ma na tư long vương ưu bát la long vương nhất thiết bát hải long vương thục là xuyên tử điển khê liên đàm đồng thủy phủ nhất thiết chư tư chân tể duy nguyện bất xả uy quang thỉnh giáng đạo tràng dẫn các vong linh tiêu sinh thịnh độ tại vạn trần nhang chi tâm bái thỉnh nhà kim điện kim nguyệt kim nhật kim thời không qua vãng thần thiên tứ trực công tạo ngũ phương sư gia chỉ than đồng tử dân đạo tương quân kiếm điện đường cai thái tuế trịnh vương hành khiến chi đức tôn thần đường cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần nề ban phú châu huyện thành hoàng tôn thần bản cảnh được cai xa lệnh từ thổ chỉ thần bản nên ra cứ phụng tự hương hoa yêu cảm nhất thiết minh thần muôn thổ uy tinh táo long quan giám tài sư giả kiên lao địa thần pháp duyên yêu cảm vô lượng thần kỳ thi thánh thi phạm việt u việt thiện như nguyện lại lâm pháp thổi chiêm ngưỡng thế tôn thu nào dần dứt công đức chuyển về thương lai phụng nghi a thành ký màu vàng an an ni tọa chân ngôn cần đức chỉ tông tam bảo thất Phật thế tôn bất xả tử bi quang giang hương duyên chứng minh công đức đức cung giảng di tất đầu từ sớ văn nghi đường tuyên thị thông thần chư phi ghi giáo của cầu di ta đâu
kim ya ta thiết thế thế ya la cái ban ban la liệt nhất thì ya thiết cụ y chân thế nghi ya chứng nghi minh nguyện ni thủy nạp bấy ya thủ Khâm giác ca đế quản thế chi nhân xá thư tê đáo bổng đọc ban hàng nhất thiết cấm đồng y hồn tăng thời phóng xá nhược can thể đoán tự thủ khiên kêu tu trí điệp quan giả hữu quan thỉnh phật hồi công tào sứ giả án hạ chuẩn thổ tam giới phi phù tê tống thần hương án hạ chuẩn thổ tê thư tư máu niên thất nghiệp phúc sinh nhập đương thời quan à, đường đàn pháp ba sự thần đạo lưu chúng đẳng phục hài chẳng ai văn nơi đẹp trên đọc thì chú đẹp đối đàn tiền chúc mạng hỏa hóa hương phục hiến tây thiên kim mã dịch đại đại tướng quân na bất xả huy quang giang đạo trà tốc ba đáo phong đô địa ngục môn na xá hữu thử u hồ nam mô a di đà nẵng quỳ đinh lê gia tiên tiền tổ tư ba lê bốn lê đại thánh a di đà phật đại thánh a di đà phật đại thánh a di đà phật về đi thôi, về đi thôi, nương nhờ tình độ được ngồi tòa sen Di Đà tiếp dẫn lời nguyện cùng nhau niệm Phật đến miền lạc ba. Đốt nén hương thơm một lòng các con các cháu bay thỉnh. Hôm nay nhân tiết Vu Lan tiết giới bao bản thù ân các con các cháu mời vong về nhà lưng cơm đĩa muối đượm đà vong linh nghĩ lại để mà mời cơm kính dâng năm chuyển hương thơm rượu chuốc ba chén lưng cơm còn đầy mối tình cách biệt từ đây con sau sửa soạn bật bày giản đơn kể từ nay đường hơn nhé thiệt đi đâu về còn biết hỏi ai vong linh an phận tuyển đài phù hộ dương quyến lâu đài bình an à. Tư niên kim nguyệt kim nhật kim thời kim cư vì Việt Nam quốc Hà Nội thủ đô Phu Xuyên huyện Phu Túc xã Phu Túc thôn xóm Ma Hải Vũ già sư kinh thiết linh đàn cư thượng phụng Phật Thanh Hiền cung Vũ làn tiết rơi bao bản thù ân nguyện cờ âm xương diêu siêu khánh quân lợi lạc sự kim thần trai chủ đại diện gia đình nam Nguyễn Văn Đan Nguyễn Thị Yến Lễ Thị Tuyết hiệp đồng gia môn quyến đảng hiệu lễ chủ
hàng chúng tôn Nguyễn Văn Đế, Nguyễn Hồng Sơn hiệp đồng gia đảng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân hiệp đồng gia đảng, hiệu lễ chủ Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hải Nam hiệp đồng gia đảng, lễ chủ Nguyễn Duy Thang, Nguyễn Mạnh Cường hiệp đồng gia đảng, hiệu lễ chủ Nguyễn Thị Trâm, Đào Sĩ Hoàn hiệp đồng gia đảng, hiệu chủ Nguyễn Thị Điểm, Phùng Văn Bác hiệp đồng gia đảng, lễ chủ Nguyễn Thị In, Nguyễn Hữu Sinh hiệp đồng gia đảng, hiệu lễ chủ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Viết Hùng hiệp đồng gia đảng, hiệu lễ chủ Nguyễn Thị Út Hằng, Nguyễn Hữu Duyên hiệp đồng gia đảng, hiệu lễ chủ đại diện gia đình hiệp đồng gia môn khuyến đảng, tức Nhật Ngưỡng Can Duy Nguyện đi thừa tam bảo chi diệu lực trượng bí mật chi chân ngôn thụ nhật kim thời lai lâm pháp hội hướng hoa thề hương hoa thình đốt nén hương thơm, các con các cháu xin bái thỉnh. Cây có gốc mới nở cành xanh, ngọn nước có nguồn bề cả sông sâu. Con người nguồn cội bởi đâu, trước có tiên tổ rồi sau có mình. Có tổ tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ, sinh ra có mình, dưới trên có ngọn, có cành. Cùng chung huyết thông, cùng tình anh em, thương nhau máu chảy ruột mềm, bè dưới kính trọng, bè trên khiêm nhường. Một lòng thờ phụng tổ đường, luân lý cựu tộc, cường thượng vạn niên, nhớ câu vật bản hồ thiên. Nhân bản hồ tổ như in trong lòng, nhà họ Nguyễn gia chúng ta có lớn họ dài dòng là nhờ công đức tổ tiên sinh thành. Các con các cháu đại diện gia đình cùng chung một tấm lòng thành như nhau. Nay tiết Vu Lan Khang hội xóa tội vong nhân báo bản thù ân. Nguyện cờ phù hộ con cháu ngày ngày vinh hoa, cung thỉnh tiên tổ Nguyễn gia. Ông bà cụ kệ cùng là tổ tiên bà cụ ông Mãnh Uy Linh. Bà cụ ông Mãnh Uy Linh có tên quên dỗ hay là quên tên. Mời về chứng giám hương duyên, phù hộ con cháu bình an toại lòng. Kinh thình bản sư thổ công tao quân long mạch đều cùng chứng mình. Bà cô ông Mãnh Uy Linh phù hộ dương quyến hiển vinh tông đường. Duy nguyện thừa tam bảo trí diệu lực trường bí mật trí chân thuyền thủ nhật kim thời lai lâm pháp hội hương hoa thềm. Nam mô An Vị Tòa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô An Vị Tòa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô An Vị Tòa Bồ Tát Ma Tát. An tòa di kính giao hiếu tịnh huế chân ngôn cần đương thị tùng thể thu quy tu tất đế đầu diện đình đế thất cầu chi ngã kim xưng tán lợi trần đề duy nguyện từ bi thủy giáo hộ nam mô thiên thành lễ tạ tam bảo. Đại chúng đi thở đồng âm chiêm ngưỡng thế tôn tán thai qua đáo chiên đàn hải ngang lô nhiệt tình hương ra du tử mẫu lượng khô hòa hồi đắc thanh lương chí tâm kim tương nhất chú biến thập phương nam mô. Yeah.
phương sinh hoan hỷ mộng thủy hòa đông thổ đức đông tây nam bắc giữ trung gian tiếp được vong linh siêu phật quốc nguyện kỳ trai chủ bảo bình. Chủ các ca lai lớp nữ đàn trang câu ế cùng đào đồ thí tam thông bác lai phật kia tư vị kiền sái tịnh thiên bảo thư pháp thủy kim thương lớp trên thiên bán mười phương mật tịnh chất ngôn cả thần. Tường yên mật là bá ư sơn hà ngọc bạc hề quang thông thiên địa của hương giả thiệt căn thành nhà tiêu tâm địa tài bồi phần thời ngũ vị điện đàn tràng huân sứ thập phương giai sung mãn tán hương chân môn cẩn hương thì Thank you.
linh của Phật lâu tốc thoát lì dù mình đường đường trung ương liên hoa hoàng liên hoa không thế giới trung thiên Phật Phật văn văn kinh kinh nam mô thế giới trung kiến Phật văn ngã Phật tam giới chư tư sinh đại tư phụ thuyết pháp tại linh sơn độ nhân vô số ức Bồ Tát Bà Phan Triều Tiên Đồng Lai Dân Lộ Phật nhi Phật nam
khai địa ngục chi môn. Bơ giả tuệ đăng ở tháng am thất huy nguyện u minh giáo chủ trực quận mê trực xuất u quan. Địa tàn năng nhân cứu hữu tình tạo đăng tình giới kim tắc pháp diệt dĩ địa. Thế cú phu trần hương khí nhân quân đăng hoa san lạc chiêu pha thập bát trùng chi địa ngục. Thước tai nhất thiên bộ chi huyền thân tiếp dẫn các linh hồn tốc chiều ra ngạn chiều thỉnh chân chốn cẩn cư. Thank you.
sự đồng lễ chủ chúng đảng lễ đi thank you.
sai thập phương. Cầu về tận quyền chư linh thủ đàn trà. Ai hà thiên sinh lãng khổ ai văn trung ba. Phương pháp lối địa ngục chúa giả đông nam nhạc thái sơn.
phủ quân tinh xương hiền thiếu qua cái mà dành nhân lặng lặng dân mục thu một thân lại tự là giá viên cá viên linh thủ kim ngân phóng á xá vong linh hồn xuất ly đông đông phương địa mục thường vãng thiên đường tật tật ma một kiệt liên không diệu nan môn thú chỉ kim tích trường chân sao địa hồng môn thành môn tương phá một tôn giá chi phục vong tử vi hiện tại tán vị phá linh thủ kim kiếm phóng sáng phóng hồn xuất ly địa cục thượng quán thiên đường tật tật a một kiệt liên thủ chỉ kim tích trường thành ngôn tướng bá tôn ngã chi phục ngọc thủ huy hiện thành tám hình thế pháp sự lập mục thank you.
Oh,
được nếu chi ta thế nhất thiết tận hệ ứng vạn pháp rồi đến nhất thiết vui tâm tạo bán đà la đế đà la bà đà la đế đà la bà tây thương điện cục ba tôi tiêu điện đã đi đà hà tam và thập sắc hai quan hiếu tội vô tội bất đắc ẩn hà long hồn siêu thoát cực phạm thiên và bất tư luận tây phương thế giới di đà phật bất xả tử bi độ cho các vong linh tu trì bạch liên hoa không chung mong lai nên vong linh thừa vật lực túc thoát lưu minh có thưởng tây phương bạch liên hoa thế giới chung chung kiến phật vạn kinh nam mô thế giới chung chung kiến phật vạn kinh nam mô tam bảo hoa thank you.
khai môn thủ khổ vong linh nhất tề đại pháp. Nam phương địa ngục là tội tiêu diệt. A Di Đà Phật. Nam phương địa ngục là tội tiêu diệt. A Di Đà Phật. Nam phương địa ngục là tội tiêu diệt. A Di Đà Phật. Tam Di Đà Phật. Sắc khai quang thiếu tội tu tội đó đắc thần tạm vong linh ngũ siêu pháp trực văn thiên quảng cấp thiên hòa. Tướng và tướng xả từ bi đồ vong linh thủ trì xích liên hoa công chúc mong lai linh vong linh thừa thật ở tốc thoát đi u mê có đường nam phương xích liên hoa thế giới chung chung tiến phật phật văn văn kinh. Nam mô thế giới chung tiến phật phật văn văn kinh. Nam mô tán bảo hoa bồ tát ma tha. Nam mô tán bảo hoa bồ tát ma tha. Nam mô từ đại vô vi sư sa trên đàn bàn báo xả là bất thuận thu đầu đạo đắc đặc tục phá đi ma tiêu co hành tiêu tiêu cai thân trên đường từ yếu lộ trộn sinh tin tam bảo bất đoạn tam đồ cầu chú cần cứu nhân tiên 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 chú tiên 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 liu 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 ma liu 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 ta ta liu 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 ma liu 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 ta ta liu 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 ma liu 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 ta ta đại thánh cứu bản linh đồ bản tôn địa tạng cương hồ ta thánh ma mục hiển liên tôn giả chú thương xỉu mùi chung chung thật quan độ thì ngoài bị biến đi thì lô giá ba phật ba ba định du già tối thượng cổ thượng thượng đạo lập thiên thượng lai hộ đàn trạng chứng bình công đơ chương đi lê điểu một chỗ giả chung nhà ca sơn thủ quân tịch gia quý dành thủ sinh thủ ngộ thần lại từ ca thế linh thủ kiệu ngân phóng xa cho các linh hồn xuất ly địa mục thượng quán thiên thượng tật tật ma mục kiển liên thần thông diệu lan ngôn vũ trì kim tích tích trường chấn chấn sao địa mục môn phảnh phảnh môn môn đường mục tôn giá chỉ phục vọng tử vi tuyệt thai phá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa Bác Thiên Đường Cấp Cấp Như A Luật Tân Tinh Hoàng Phạm Pháp Sát Thái Quang Hữu Tổn Vô Tổn Vớ Đắc Ẩn Thạm Long Linh Hồn Siêu Thoa Chúa Bác Thiên Đường Cấp Cấp Như A Luật Nam Cô Từ đã
chỉnh linh hồn lai trí đạo tràng tự vô thủy lý lai căn trầm nghiệp cấu vị tăng thanh tịnh a di kim trượng ngã ta chỉ pháp thủy quan sai thanh đương nhiên ẩu đỉnh lễ tam bảo phép Phật đã dạy ra nhà tắm bởi linh hồn còn lắm trần ai hôm nay đến cửa Phật đài qua phàm bào thanh giam sai mọi điều thầy niệm chú tội tiêu kiết định nhành thương chi minh kinh hào quang nước do nước lá nước thang tắm tội áo mặc nghiêm trang thân hình báo hoa tội là tình bao nghiệp chướng tội tình chú sạch nghe lời thầy minh bạch thông chi tối nơi là công đức từ bi được lên hồi thượng lưu ly thanh huệ sinh bất diệt mùi hương đang tẩy hết nghiệp duyên lạnh lùng sớm biết coi tiếng trần lao xuất thế được nên bảo đà đức giáo chủ như lai văn phật đức di đà chỉ dẫn đường đi hồn hòa thụ giới quy nghe lời phật dạy hồn về nghe kinh nam mô chư phật chúng thuê nhất trích thanh lương thủy biến sai linh hồn thân trượng thủ ra chỉ lực trận đấu tất thanh đề lương thủy biến sai linh hồn thân trượng thủ ra chỉ lực trận đấu tất thanh đề sai linh hồn thân trưởng thử ra chỉ được chân cấu tất thanh tề tắm hội cho vong linh hồn rồi như là biếu thiên minh mi vàng mã hoặc mục liên tôn giả đại từ bi tặng thiết lan vu huyết tồn trì nhất lai chữ giám vô lâm đại tướng trưởng minh y gấp khó cho vong linh nguyễn độc thường thượng lai thủ dụng ngoại quỷ vô danh thước trừ chi quang tâm hội biến thủy chi thanh chỉ biến vị thanh chỉ pháp chỉ tích chỉ biến vị tích chỉ lại chỉ biến vị lại chỉ pháp chỉ biến vị pháp chỉ hòa chỉ biến vị hòa đạt tất thanh biến vị an bất cấp hòa thành tự ta bằng tư pháp thủy quan sai hương duyên giao hữu tịnh quế chân ngôn cẩn đường thì hồ thiên
huynh hòa. Ư tam giới mỹ kim phần vương kiện thành cúng đàn thập phương vô lương thượng trụ tam bảo bảo cúng đàn thiên chủ hoàng thiên chí tôn kim khuyết ngọc hoàng thượng đế đông cực thành hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế tây cực đạo linh đại đế bắc cực tử vi đại đế thiên chủ chư thiên liệt đạo thành chúng là gia địa phù trí tôn bắc âm phong đô đại đế diêm la thiên tử thập điện minh vương địa phù chư tỳ nhất tiết thanh trung cung già thủy phù trí tôn phù tăng cam lâm đại đế thiên long chúa bát hải long vương cửu giang tứ độc thủy tề đục đỉnh thủy phù long tinh nhất tiết chư thanh trung phù cấp minh từ chúa thể thập nhị tào quan đạo lượng công đức trưởng bạc tào quan tham vấn từ tục điển lục tào quan chúa sinh chú tử án tịch tào quan kiểm sát tội phúc thổi thiện ác tào quan điểm phán hình ngục giáo lượng tào quan âm cảnh chư tư nhất thiết thanh chúng cập tiền sinh kim thế hoan gia trái chủ phụ mệnh khiến tài tử thủ chấp đối đẳng hồn ra đường hương hỏa viễn cận tông thân muốn thừa hộ uy cấm kỵ đẳng thần nhất thiết uy linh đồng thì chiêu giam cẩn tấu Việt Nam quốc Hà Nội thành Phú Xuyên huyện Phú Túc xã Phú Túc thôn xóm hai vu gia sứ thượng phục Phật thanh niên cúng kim thần trai chủ Nguyễn Văn Đan đại diện hiệp đồng gia chủ nhân trung đẳng tình chỉ cờ vì vu làm tiết la rơi phổ độ tổ và tiết triệu minh nam phủ đôi khám cải quan thích kê cờ bì chữ bị bóng linh nguyễn môn tộc thường thường đẳng hòn mỗi bị quá khiêm phòng anh tô tục hoặc lòng ngóng kiếp chẳng cập kim sinh kiểm kỳ tội y chiếu kỳ quan quyết kỳ hình y đối kỳ tục đa đa nghiệp trường nhất nhất kiên biêu an phán phân minh vô thi hào phán bậc đại giác khải thiết hồng nhi tông thượng thượng đế di giáo thống thỉnh minh vương nhi đông hở giám tam bao quang đại đế lục viện thảo liêu chiếu vương nghiệp kinh phân minh cứu khổ viện nhi biệt bạch cha cám tổ thiên yến cẩn câu lai quan trái đẳng hồn áp phó đàn viên lối đồng phân giải tục hoặc vô hoặc cứu trường tiền ác thì vô tư tôi nhược trọng nhược tình lương tiêm ảo như bất thắng vọng hồng từ nhuận trạch đại đức bằng đa cứu lương dĩ hòa hưu cứu đẳng đẳng hồn siêu độ tham tức đình nhi tụng đức bái thì vua biên trưởng nghiệp trước đoạn trừ oan dĩ giải nhi tội dĩ tiêu sử nhất thiết khiến triển đốn trạch đốn thích mình dương lượng lời phúc tuệ biển chăn hương vọng thánh là thánh thông ma phủ lâm pháp tịch giao hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đường hương hoa đăng ngây trà quả ngây thường đô thất phúc hiếu tiền chứng minh trước vào tấu sử điện đầy quỳ tâu tam phủ đệ trình bạch quan tâm thành bái tọa tạ tam tòa công đồng đối khám xét tra mối tình có nhỏ nhà sáng chủ chí thành lập đàn giải kết thủ tình
giải oan khiên, hoặc là tiên tổ chẳng hiền, oan hồn tố cáo phải lên hồi này. Đáng đàn mở chàng xem hay, đọc qua chàng ấy biết thay mỗi lòng. Hai bên nguyên bị đối đồng, tả bên tam thế oan hồn oan thân, hữu bên tổ khảo tinh thần, bá thúc huynh đệ tông thân mỗi hồn. Giáo đoan trước mặt tam tôn, hoặc có đẳng hồn làm sự phi vi, tham tiền ái ố sân si, quỷ thần biên chép đợi kỳ lâm trung, hoặc là nết ở bạo hung oán thiên hận địa, lỗi cùng phong vân, hoặc là bất hiếu song thân, cãi che cha bắn mẹ, không tuân phép nhà. Chẳng ý công người sinh ra thế bất cấp dưỡng, thực là cường lương hoặc là bất trung quân vương, lỗi đạo cương thường dối chúa dối vua, trầm luân tội ấy không chừa, hại dân tạo ngược, muốn cho ích dày học thầy đắc đạo quên thầy, bán tăng phí Phật là mắng tăng bán Phật rẻ thầy khinh ông gái thời bất nghĩa cùng chồng bằng mặt khác lỏng lối đào tam cương trai không nhớ nghĩa tao khác quên lúc cơm cháo hòa đường cùng ta anh em thủ túc bất hòa ở cùng hàng xóm hóa ra kiểu hiểm vì đâu mắc tội oan khiên phá hủy chùa truyền phá hủy chùa truyền cướp của công chiếm đoạt của công mưu gian tranh cướp ruộng đồng cậy quyền cậy thế cướp không ra tài dối lừa mẹ quá con vô oan âm phụ nữ có thai chẳng nhìn gian phi trộm cướp bạc tiền khinh già lừa trẻ lộng quyền hung hăng bán mua chẳng được công bằng lượng thăng giao đầu chẳng hay chút tình người đi xuôi ngược đỏ gian lợi dụng sông nước hiên ngang bạo tàn trẻ già sống thác hồn oan tâu cáo hoàng quyền địa phủ minh tư diêm vương luận án a tỷ phó cho quan mục đợi kỳ lâm trúc phán quan biên chép rành rành đến ngày số tận đối đồng phân minh tổ tiên hoặc có oan tình hoặc lâm tội trọng ngục hình diêm la khấu đầu trăm tọa trăm bái tam tòa công đồng đối khám giải hòa phân hoan hôm nay tâm thành thuyết lập đàn tràng khẩn cầu mười hiện tam quan thấu tình cầu mong cho tiên tổ được siêu sinh thoát khỏi cục hình con cháu đội ơn chứ rằng quán pháp vô thân lễ chủ chúng đẳng ân cần đại tấu các trai ra chữ rằng phúc đẳng hà xa âm dương lợi lạc vinh hoa thọ chưa Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô A Di Đà chú ý chàng đối nghi đàn chàng dụng bằng hỏa hoa hiền thành khấu tà ba ba đỉnh lễ gia tiên tứ bái
Hương hoa thỉnh nhất tâm phần hương nhất triệu nhất thỉnh nhất lai lâm nhị tâm phần hương nhị triệu thỉnh nhị lai lâm tam tâm phần hương tam triệu thỉnh tam lai lâm ba lần thắp nén hương thơm ba mời lần mời thỉnh cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn nước có nguồn mới bể cả sông sâu con người ta nguồn gốc từ đâu trước có tiên tổ rồi sau có mình có tổ tiên có ông bà có cha có mẹ sinh ra có mình dưới trên có ngọn có cành cùng chung huyết thống cùng tình anh em thương nhau máu chảy ruột mềm bề dưới kính trọng bề trên khiêm nhường một lòng thờ phụng tổ đường luân lý cửu tộc cương thường vạn niên nhớ câu vật bản hổ thiền nhân bản hổ tổ ân triển trong tim nhà họ Nguyễn ta lớn họ dài dòng là nhờ công đức của tổ tông sinh thành nay tiết vu lan bao hiếu con cháu sắm sửa cơm rau kính thỉnh tiên tổ ân sâu nghĩa dày mời về thu hưởng lộc này phù hộ cho các con các cháu ngày dày được vinh hoa nhân tiết vu lan con cháu sắm sửa cơm rau kính thỉnh tiên tổ ân sâu nghĩa dày mời về thủ hưởng lộc này phù hộ cho các con các cháu ngày dày vinh hoa kinh thỉnh thần linh thổ địa cập táo quân long mạch cùng thời chứng minh bà cô ông mãnh uy linh phù hộ cho các con các cháu hiển vinh thân cung cường kiện thái long di nguyện trượng phép màu tựa nương chư Phật nhờ chân ngôn bí mật tối linh các vong linh về đây thụ hưởng lòng thành triện hương bát nước cơm canh cúng giàng giang phó linh sàng tư cúng nước nước hoa thành nam mô bổn bồ tát ma tát ấn ca ma la sa kiện thành sám chủ chúng đẳng khấu tạ các vong linh gia tiên tứ bái thần đệ tử pháp sự đại diện chư gia như nhân chúng đẳng cung thỉnh thần linh thổ địa phúc đức chính thần vị tiền lai nhập lô hương bất đắc quỷ thần xâm phạm thần kính thỉnh pháp sự đại diện gia chư nhân chúng đẳng kính thỉnh thần linh thổ địa phúc đức chính thần vị tiền lai nhập lô hương bất đắc quỷ thần xâm phạm thần pháp sự đại diện gia môn quyên đẳng kinh thỉnh thần linh thổ địa phúc đức chính thần vị tiền lai nhập lô hương bất đắc quỷ thần xâm phạm thần kính pháp sự con kính thỉnh gia tiên tiền tổ lịch đại nội ngoại tổ tiên cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng các vong linh hồn hữu danh vô vị vô danh hữu ảnh vô hình hoặc thất lạc phần mộ hoặc thất lạc tính danh hoặc thất lạc gia phả bào thai sản nạn cô bé đỏ cậu bé đỏ bà cô mãnh tướng cậu hoàng tại gia lai nhập lô hương bất đắc quỷ thần xâm phạm thần kính thỉnh pháp sự kính thỉnh mà bà cô mãnh tướng họ Nguyễn tộc lai nhập lô hương bất đắc quỷ thần xâm phạm đại khai chi kinh minh như nhật thước phá vi trần thế giới chung nhất niệm nếu nhiên siêu bách cước thiên khai vạn tổng viên thông ngã kim quán mộc chư vong linh tảo thiết lục căn vị tính vị minh đại khai chi kinh minh nhật thước phá vi trần thế giới chung nhất niệm nếu nhiên siêu bách cước thiên khai vạn tổng viên thông tuy nhiên ngũ nhân thần thông chiếu nhân từ bệnh mục kiến không hơi kim nhật hoàn kiệu kiệu quang thể bích mâu san san chiếu trần sa tát sô sa ba bồ tát ma tát nam mô khai
Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Khai Thức Bồ Tát Ma Ha Tát. Kiền thành khấu tạ tam bái. Cho Kiều Huyền lên đỏ và để U Lan lập cái trai đàn không phải là dễ. Thì từ khi bắt đầu gia đình và các thầy lập đàn đến đây bây giờ cũng là cúng kiếng tụng niệm các khoa diễn giáo thỉnh Phật rồi tuyên kinh cùng nghìn chư vị phả cập các quan tân linh rồi mở ngục tắm vong cấp mã thì đến thời giờ bây giờ là quy vong. Vâng, ngoài đời chúng ta thường thường gọi là quy vong nhưng mà thực ra nó là ý nghĩa nó là quy tây. Quy tây là tức là quy cho các vong linh chân linh Kiều Huyền thất tổ này chúng ta để được nương nhờ ánh hào quang của Đức Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Vâng ạ. Thì cũng cái ý nghĩa quy quy vong này, quy tây này là khi mà chúng ta còn sống thì lên chùa nhà thầy chùa bạch thầy chùa để quy tam bảo cho chúng ta và đối trước Phật để sám hối phát nguyện. Thế nhưng mà sở dĩ là bây giờ ông bà cha mẹ Kiều Huyền đất tổ chúng ta là cũng quá vãng rồi, không có đọc được. Thì một chút nữa là thầy đọc trước thì toàn thể gia đình đọc theo sau. Và thứ nhất là sám hối cho các cụ đời này rồi nhiều đời trước để được sạch sạch cái nghiệp chướng báo chướng được phiền não chướng rồi thân tâm được thanh tịnh để các cụ nương nhờ hồng ân đức Phật để được vãng sinh về miền Tây phương tịnh cảnh. Đây cũng là một cái lý do, một cái phần nhỏ nhất để mà mình báo hiếu. Tây phương Phật quốc thắng xa hà vô lượng vô biên công đức ca dục các chân linh sinh tình độ cứu liên hải đại lễ di đà chân linh sám lễ Phật chân linh sám lễ pháp chân linh sám lễ tăng chân linh sám lễ Phật pháp tăng tam bảo chân linh Nguyễn Tộc quy Phật chân linh Nguyễn Tộc quy Pháp chân linh Nguyễn Tộc quy Tăng chân linh Nguyễn Tộc quy Phật Lưỡng Túc Tôn quy Pháp Ly Dục Tôn quy Tăng chúng Trung Tôn chân linh Nguyễn Tộc quy Phật Bất Lạc Địa Ngục quy Pháp Bất Lạc Ngã Quỷ quy Tăng Bất Lạc Súc Sinh chân linh Nguyễn Tộc quy Phật Kính quy Pháp Kính quy Tăng Kính Tư Giả Chân Linh quy Tam Bảo Dĩ Kính Bình Thụ Tam Thụ Bồ Đề Đại Giới Viết Đệ Nhất Pháp Quảng Đại Bồ Đề Tâm Thệ Đoạn Nhất Thiết Áp Đệ Nhị Pháp Quảng Đại Bồ Đề Tâm Thệ Tu Nhất Thiết Thiện Đệ Tam Pháp Quảng Đại Bồ Đề Tâm
thệ độ nhất thiết chúng sinh, thổ tam độ đại giới mãi, thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn, môn quy thủ giới dĩ kính, tư giả chân linh, nguyện tộc tự tòng vô thủy dĩ lai, chí vô kim nhật tam nghiệp lục căn, tự giác giáo tha chư bất thiện nghiệp, kim trượng thử quy ư thập phương chư Phật, tam bảo ngự tiền tẩy tâm lịch trừ, ai cầu sám hối vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tòng thân khẩu ý chi sở sinh, kim đối Phật tiền cầu sám hối, nhữ đẳng chân linh Nguyễn Tập sám hối nghiệp chướng, hợp phương tứ phát hoàng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoàn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành, hướng lai chân ngôn triệu thỉnh linh hồn, lai phó đạo tràng sám lễ tam bảo. Quy tụ giới phát nguyện dĩ kính, kim ký xưng vi Phật, tử dĩ Phật vi tâm, dĩ pháp vi thân, dĩ tăng vi mệnh, vĩnh vi Như Lai, chân tịnh đệ tử, cách bất quy tà ma ngoại đạo, nữ đẳng chân linh, vô thủy chướng trọng, ác nghiệp căn thâm, kim giả tái trượng tăng chúng, ư thập phương tam bảo ngự tiền, trùng duyên sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, đại từ đại bi mẫn chúng sinh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo trang nghiêm dĩ tự nhiên, chúng đẳng trí tâm quy mệnh lễ, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, bát thập bát thật
Nam mô Phả Quang Như Lai. Ứng cúng chánh kiến chi minh. Thập hiệu giai cổ tốt. Trượng phạt uy lực. Chúng tội giai sám hối. Nam mô cầu sám hối sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô cầu sám hối sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô cầu sám hối sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô cầu sám hối sư Bồ Tát Ma Tát. Thập phương Phật. Thập phương Pháp. Thập phương Tăng. Hộ Pháp Long Thiên Tác Đại Chứng Minh. À, tư giả trai chủ tự gia đình mình đọc tên lên lên này. Nguyễn Văn Đán, Nguyễn Thị Tiến cùng nhà Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Đích, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thị Điểm, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Quốc Hằng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Phú. À, hợp đồng đa đẳng thống nhất vị chân linh. Nguyễn tộc cửa môn đường thừa. Tư dương kỷ thất. Từ thế chi thời. Đạt ân sám hối. Bà độ kim tác. Phần hương đương không triệu thỉnh. Chân linh lai phó đạo tràng sám lễ tam bảo. Quy thụ giới. Sám hối phát nguyện dĩ kính. Hợp ương hồi linh. Tiệu vị thụ trà hưởng hợp. Thính pháp văn kinh. Phó chúc vãng sinh. Phục nguyện. Tam giới đạo sư. Tứ sinh từ phụ. Thư kim sắc ký. Phóng ngọc hào quang. Phá vỡ vô minh quán. Thị vãng sinh độ. Tiếp đăng thượng phẩm. Chi hoa thủ nhất sinh chi ký. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vừa rồi gia đình cũng đã đối trước Phật tiền để thành tâm, trước là cầu nguyện, sau đó rồi sám hối cho kiểu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thế thì tại sao phải quy đấy, vừa rồi thầy đầu tiên đã nói rồi đúng không ạ, khi mà chúng ta còn sống sống đúng quy như ta bảo thì phải lên chùa bạch bạch lại thầy trụ trì của ngôi chùa làng hoặc chùa nào đó mình quy y, tức là có lời xin quy thì thầy đồng ý thì thầy sẽ hẹn ngày giờ để quy cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đến quy thì đối trước Phật, Phật tức là quỳ ở bên dưới hướng lên Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện và sám hối những cái tội lỗi của mình và phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật là quy các Phật Phật mà đã thành đạo hoặc gọi là giác ngộ.
gọi là Đức Phật. Pháp là những quyển kinh sách mà suốt 49 năm Đức Phật giáo hóa độ đời nói ra, đó gọi là Pháp, hoặc cũng như các cái tấm áo cà sa mà các vị sư hay mặc, đấy cũng gọi là Pháp. Tăng là gì? Đức Phật, Đức Thế Tôn thời có nói Tăng là một vị mà xuất gia tu hành theo Phật, từ bốn vị trở lên được gọi là Tăng. Đấy, cho nên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy ba cái ngôi báu này, cũng như là quá khứ này, hiện tại, vị lai, tương đương với lại là quy quá khứ của các Đức Phật, hiện tại, hiện tiền, tức là cõi Sa Bà này và vị lai. Thế nhưng mà sở dĩ một điều rằng là khi mà còn sống thì chúng ta quy được, nhưng mà các cụ người ta quá vãng rồi không quy được, thì con cháu phải là thành tâm để mà đại diện cho các cụ quy. Cũng báo cáo với lại toàn thể gia đình, khi mà một nói về đấy là vừa rồi thầy nói về cái góc cạnh của gia đình, và bây giờ là cái khía cạnh của các sư. Trong luật của Đức Phật cũng như giáo hội bây giờ có quy định một vị sư đỗ lên chức sư thầy, tức là tỳ kheo 5 năm hạ, với được quy, với được lập đàn để quy cho Phật tử. Đấy là quy trình sống đấy. Còn nếu mà quy cho những người mà đã mất rồi như thế này, phải là 10 năm hạ trở lên. Tại vì sao? Độ người sống thì dễ hơn độ cho người chết. Đúng không ạ? Đấy, độ cho người sống thì dễ. Vì sao? Khi mà chúng ta còn sống thì hiểu ý nhau. Rồi khi các thầy nói như thế nào thì các vị làm như thế, nó dễ. Thế nhưng mà các cụ cửu huyền đất tổ gia tiên tiền tổ chúng ta đã quá vãng rồi, mà không phải một người mà là rất nhiều và rất nhiều người đã gọi cửu huyền nha, đúng không ạ? Khi mà chúng ta quy sống thì chúng ta chỉ quy một mình thôi. Đấy. Cho nên là Đức Phật vẫn nói là nếu mà các vị mà muốn quy cho đệ tử Phật tử là phải 5 năm hạ, tức là lên chức sư thầy rồi là có 5 năm hạ. Còn nếu mà quy âm thì phải là 10 năm hạ, nó phải gấp đôi lên, vì quy âm nó cái số lượng là các vong linh đông hơn nữa, rằng là cái nghiệp lực của họ nó cao dài, cho nên mình phải đủ cái đức độ để mà mình tiếp dẫn người ta. Trong đoạn vừa rồi cũng có nói lên là vãng xích vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tòng thân khẩu ý chi sở sinh, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Tức là cái bài này nói lên là mình đang phát nguyện để sám hối thay cho những người mà đã quá vãng. Ví dụ như là sinh tiền người ta còn ở trên thế gian không may làm cái gì tội lỗi hay độc ác, ví dụ như là giết người cướp của chẳng hạn, đấy ví dụ, hay là làm gì mà trái với cương thường đạo lý đấy. Rồi không may một ngày nào đó, một giờ nào đó có sự vô thường nó tới, thế là đóng lại một cuộc đời con người, chưa kịp ăn năn sám hối, chưa kịp bày tỏ ra với ai, đã hết một kiếp người. Cho nên bây giờ muốn quy thì trước tiên phải sám hối. Vừa rồi các vị cũng đã đại diện cho các chân linh để sám hối, thì đấy là cái bài mà để sám hối. Còn cái phần là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đấy vô biên thì các vị các cụ các ông các bà các bác phải hiểu nhầm nó nhiều lắm, đúng không ạ? Vô biên vô số rất là nhiều. Thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn phiền não là cái gì? Đấy, nếu mà có thời gian mà nó dài ấy, thì nhà chùa sẽ phân tích nó sâu hơn, nhưng mà bây giờ cái thời gian nó cũng trễ. Phiền não là cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình, cái ý nghĩ của mình nó không thông, hoặc là hận thù với một ai đó
mình không giải quyết được, nó thành ra là phiền não. Đấy. Nghiệp chướng này, báo chướng này, phiền não chướng. Đấy. Nghiệp chướng là gì? Là ví dụ như là bây giờ ông A gặp bà B, hai người cãi nhau hoặc thậm chí đánh nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên mà nó là cái nghiệp dẫn dắt từ đời nọ sang đời kia. Nếu đời nào trả được thì thôi thì xong, nhưng mà đời này kia mà chưa trả được thì dẫn dắt sang đời này chúng ta lại phải gặp các người đó để mà trả. Nó đều là nhân duyên hết, cho nên là nghiệp chướng. Báo chướng là gì? Nó báo sang cái đời này, báo sang cái đời hiện đại này để cho chúng ta phải trả. Đấy, hai cái chướng rồi, nghiệp chướng rồi, báo chướng rồi, bây giờ gì? Phiền não chướng. Phiền não tức là suy nghĩ ân hận thật thù. Thế là bắt đầu là những cái mà nghi ngờ đố kỵ nhau thành ra là phiền não chướng. Cũng như trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật vẫn có nói: chấp trước thì khổ trước, và chấp sau thì khổ sau. Nếu không chấp thì sẽ không có đau khổ. Đấy. Ví dụ như hai người trong một gia đình, chồng vợ, nếu mà chồng nói một cái gì lỡ lời ra mà vợ, cái người vợ chấp vào cái câu nói đó, tức là để ý vào cái câu nói, sinh ra là gì? Giận hờn, giận dỗi chồng. Đấy. Thế nhưng mà ai là cái người khổ? Bản thân mình thôi, đúng không ạ? Mình chấp thì mình khổ, chứ còn những người chồng chồng có khổ đâu. Bản thân mình chấp cái gì mình khổ cái đó. Đấy. Cho nên Đức Phật nói là chấp trước thì khổ trước, chấp sau thì khổ sau. Chấp sau là như nào? Nếu mà mình mà nói luôn thẳng với chồng ấy, thì đấy là thực tế về hiện tại. Nhưng mà sau khi đó chồng đi đâu rồi, bắt đầu mình mới ngồi mình suy nghĩ, mình mới sâu chuỗi lại. À, ông này, anh này, thậm chí là hàng ngày nó đối xử với mình như thế, thế. Đấy là chấp sau, đúng không ạ? Chấp sau thì cũng khổ sau. Và Đức Phật cũng nói rồi, nếu mà chúng ta không chấp theo thì có đau khổ không ạ? Và không đau khổ đâu nào. Tất cả các cái nguồn gốc nó cũng bắt đầu từ hai chữ đó là nhân duyên. Đến được nhau lập bề ra thất, nó cũng là nhân duyên. Chứ nó không có ngẫu nhiên đâu các vị ạ. Cũng như tại sao cô sư đi tu cũng thế, không phải là thích mà đi. Ai cũng có một cái lý do đặc biệt nào đó. Ví dụ như bản thân tôi đang thế, năm lần trốn gia đình để đi được, không phải thích mà đi được, không phải muốn mà đi được. Và cũng có người được gia đình, bố mẹ anh em đưa đến tận chùa, gửi các thầy chùa, nhưng rồi cũng có tu được đâu, đúng không ạ? Rồi lại bỏ về. Hoặc là thậm chí cũng có những vị mà lên tới thượng tọa rồi, hòa thượng thì không dám nói vì cái ngôi hòa thượng thì đức cao vọng trọng, nhưng mà cũng có vị lên tới thượng tọa rồi cũng phải bỏ về. Đấy. Cũng cần phải bỏ về, chứ không phải là lên đến thượng tọa đâu mà đã đắc đạo đâu, không phải. Mặc dù cái ngôi thượng tọa ấy là trong đạo là to lắm. Đấy. Trong đạo cái ngôi thượng tọa là to nhất là hòa thượng. Thế nhưng mà nhân duyên của cái vị đó cũng chỉ được đến đó là hết. Cho nên đấy là cái phiền não. Pháp môn vô lượng hệ luyện học. Pháp môn là cái gì? Tức là những lời nói của Đức Phật khuyên con người chúng ta là nguyện làm các việc lành, tránh các cái việc, giữ việc độc ác, việc trái công thường đạo lý, trái với lương tâm, trái với pháp luật. Bản thân chúng ta cũng thế thôi, khi mà có sinh ra con cái cũng dạy cho con những điều hay lẽ phải. Đức Phật cũng thế, ngài vị hiện và ngài xuống cõi trần gian này cũng chỉ có một mục đích, đó là gì? Phá mê và khai ngộ.
vì bản thân chúng ta là đang chấp nhiều quá, chấp ngã nhiều quá, không ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, thế thành ra là mê, mê muội. Mà Đức Phật là cái người chỉ ra cho chúng ta cái con đường đó là không chấp. Tại sao mà Đức Phật thành đạo trong suốt bấy nhiêu thời gian, ngày đi xuất gia gặp biết bao nhiêu các chướng ngại, thậm chí rằng là ngày ngày tu cả với những các cái đạo khác thôi, nhưng mà vì lý do làm sao mà ngày thành đạo và được chúng ta tôn thờ và phụng sự cho tới bây giờ. Thực sự ra thì đơn giản, nhưng mà thực tế thì nó lại khó. Thực sự ra thì vì Ngài biết và Ngài nhận thấy Ngài đang đi sai đường, cho nên Ngài mới dừng lại để Ngài chuyển hướng sang một cái đường khác. Liệu chúng ta làm sai chúng ta có tiếp nhận lỗi không? Hay là giấu? Đúng không ạ? Che giấu, che đậy. Chả có ai tự dưng đi giết người mà giết xong ra không nói chả có ai là không đúng. Cũng có, nhưng mà hiếm. Giết người rồi tự dưng người ra bảo tôi là người, tôi đã giết người đây. Phải không ạ? Hay là gây cái tai nạn ở ngoài đường, quay đi, quay đằng trước, quay ra đằng sau, nhìn ngang, nhìn ngược, không thấy ai bỏ chạy. À chắc là không có ai nhìn thấy mình đâu, thoát rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà tòa án lương tâm nó không có cho con bị thoát. Đấy là cái đang dối chính bản thân mình. Nhưng mà Đức Phật thì khác. Ngài nhìn thấy cái con đường mà Ngài đang chọn, Ngài đang đi nó không đúng. Ngài dừng lại là Ngài chuyển sang cái con đường khác. Cho nên rằng là sống chính với cái thực tại, thực tế là sống chính với cái sự thật. Thì bao giờ nó cũng đưa chúng ta tới một cái quả vị đó thành công. Nếu mà bản thân chúng ta cứ dối trá mãi thì chả bao giờ mà chúng ta được hưởng cái sự an nhàn. Bản thân tôi thì năm nay cũng vừa tròn 30 năm đi ở chùa. Tôi cũng rút ra được một cái kinh nghiệm này. Ăn thật, nói thật, làm thật. Ví dụ như bây giờ tôi đến đây các vị mà các vị đã mời ở lại ăn cơm, tôi làm khách thì tôi đói đúng không ạ? À, tôi bảo là ăn có nửa bát tôi no rồi, nói không thật. Đáng lẽ ra là phải ăn hai bát rồi no, nhưng mà tôi no rồi. Làm khách hả? Ai cũng cứ xin diện đúng không ạ? Thế no rồi, bản thân cái câu nói không thật. Ăn thật, nói thật, làm không thật. Nếu mà ví dụ như bây giờ không may mà tôi tới chơi lâu, các vị nhờ tôi làm cái việc gì đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi đói, tôi yếu, tôi mệt, tôi cứ làm được việc để cho các vị, cho các vị thành công được không? Không. Mệt thì không làm được, đúng không ạ? Ví dụ như bảo bây giờ tôi đến chơi xong là cho tôi ăn có nửa bát, bát tôi cao cuốc, tôi một xào ruộng, tôi chịu chết. Và ấy, ăn ăn thật, nói cũng thật, tức khắc làm cũng không thật. Cho nên các vị phải là gì? Nếu có thời gian tinh tấn nỗ lực để mà tìm hiểu về kinh sách, gọi là pháp môn vô lượng thiện học, tự mình học, không có ai học hộ cho ai. Cơm ai người ăn, áo ai người mặc, ông ăn thì ông no mà bà mặc thì bà ấm, không ai học hộ. Phúc ai người hưởng, nghiệp ai người gánh, con cháu có gánh được không? Không gánh được. Cho nên là sinh ra là gì? Tập trung tất cả anh em, hoặc là tập trung tất cả họ lại để gì? Lập lên một cái đàn. Như ngày hôm nay chẳng thế, đúng không ạ? Chứ một gia đình lập lên được thôi, nhưng mà cái phúc nó được như thế. Ví dụ trong một ông bố sinh được 325 người con, 325 người này tập trung đoàn kết lại, đóng góp lại tài lực, nhân lực để mà lập lên một cái tiết lễ này, thì cái phúc nó gì? Nó sẽ nhân đôi, đúng không ạ? Vâng, và rồi thì cũng một chút thời gian mà nhà chùa đã quy y Tam Bảo cho các chân linh tiểu huyền, đất tổ, ông bà,
đã quá vãng của gia đình nhà mình, cũng cầu nguyện âm sẽ siêu dương hỡi các nơi cung sinh, tình cũng như tình tề thành Phật đạo, tức là cả âm và dương đều kính tâm mộ đạo, hướng tới cái chân thiện mỹ, nguyện làm các cái việc lành để mà cầu phúc và tránh những các cái việc ác, trái với lương tâm, trái với pháp luật, để mình khỏi bị vương cái nghiệp, và cũng cầu chúc cho gia đình thì đảng lễ được thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
bách phúc du quy kim niên kim nguyện kim nhật kim thời thế you
minh đệ tử Sa Môn Tăng Tăng y pháp phụng hành hành thủ chấp chấp tuệ đạo các đoạn chúng các phân mi tổ tổ đúng lời bách phúc du quy you
chứng lục thông kính trượng.